Đầu hàng không phải là một lựa chọn. Tiểu đoàn trưởng Azov cầu xin sự giúp đỡ để thoát khỏi Mariupol. Hai nguyên quân Ukraine được cho là bị mắc kẹt bên trong các nhà máy thép sau khi sơ tán dân thường. Các thành viên của tiểu đoàn Azov của Ukraine bị mắc kẹt bên trong nhà máy thép Azovstan ở Mariupol cho biết họ lo sợ sẽ bị hành quyết nếu lực lượng Nga bắt giữ khi họ cầu xin chính quyền Ukraine giúp thu xếp việc khai thác phát biểu với giới truyền thông từ bên trong các nhà máy thép bị bao vây. Một chỉ huy cấp trung úy của Azov, trông gầy gò và xanh sao cho biết họ đã bảo vệ thành phố cho người dân Ukraine và phần còn lại của thế giới và cần một bên thứ ba đàm phán để thoát ra bằng đường bộ hoặc đường biển. Người ta tin rằng có 2.000 binh sĩ trong nhà máy, 700 người trong số họ được cho là bị thương. Ilya Samolenko thề sẽ tiếp tục chiến đấu, nói rằng các đồng đội của anh hiểu rằng họ sẽ bị hành quyết nếu bị bắt và đầu hàng sẽ là một món quà cho kẻ thù. chúng tôi là nhân chứng cho tội ác của nga, samolenko nói. đầu hàng không phải là một lựa chọn vì nga không quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi. theo chỉ huy của lực lượng azov, denis prokopenko, tất cả thương dân ở trong nhà máy đã được sơ tán. vợ của chỉ huy trung đoàn azov denis prokopenko cho biết các binh sĩ ukraine sẽ không đầu hàng. Họ đang hy vọng vào một phép màu. Cô nói rằng cô đã nói chuyện với chồng mình qua điện thoại vào hôm 5 tháng 5 và Prokopenko nói rằng anh sẽ yêu cô mãi mãi. Tôi phát điên vì điều này, cô nói. Đó dường như là lời tạm biệt. Các quân nhân của lực lượng Azov đang chỉ trích chính phủ Ukraine đã tổ chức hoạt động sơ tán hàng chục thường dân trong vài tuần qua trong khi không chuẩn bị cho Ukraine trong 8 năm qua cho những gì họ nói là một cuộc chiến không thể tránh khỏi với Nga. Ilya Samolenko cho biết, chính phủ Ukraine đã để điều này xảy ra với 25.000 người, nói về số dân thường ở Mariupol mà ông ước tính đã thiệt mạng. Lực lượng Azov cho biết họ đang ở cách lực lượng Ukraine gần nhất hơn 100 km và không thể đến nơi an toàn nếu không có sự trợ giúp từ chính quyền Ukraine. Tiểu đoàn Azov là trọng tâm của chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga tiến hành ở Ukraine. Nga tuyên bố các thành viên của họ là những người theo chủ nghĩa phát xít, những người chịu trách nhiệm phát xít hóa Ukraine. Các chiến binh Azov nói rằng thành viên của họ có nhiều quan điểm chính trị. Azov được thành lập như một tiểu đoàn tình nguyện vào năm 2014 để chống lại các lực lượng do Nga hậu thuẫn và một số lãnh đạo của lực lượng này được biết là có quan điểm cực hữu. Nhưng kể từ năm 2015, nó đã là một phần của quân đội Ukraine và không còn chỉ thu hút các chiến binh cực hữu nữa. Samulenko cho biết họ cảm thấy được ủng hộ bằng lời nói nhưng đã yêu cầu thực hiện các cuộc tấn công từ trên không và các vị trí của Nga và trách móc chính quyền Ukraine vì đã không bảo vệ các khu vực phía nam của Ukraine. Chúng tôi đang làm công việc của mình và chúng tôi đang làm tốt việc của mình. Một số chính trị gia không làm tốt công việc của họ, Samolenko nói. Đồng thời cho biết Azov đã loại khỏi vòng chiến 2.500 binh sĩ Nga từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 25 tháng 4. Samolenko cho biết phản ứng yếu ớt của thế giới trước hành động quân sự của Nga vào năm 2014 là một trong những lý do khiến cuộc chiến này xảy ra. Samolenko nói rằng các nước phương Tây lẽ ra phải hiểu rằng cái giá phải trả của sự thịnh vượng ở châu Âu là 15.000 sinh mạng của người Ukraine trong 8 năm qua liên quan đến cuộc chiến từ năm 2014. Ông nói rằng phương Tây đã từ chối giúp đỡ tiểu đoàn Azov trong 8 năm qua. Một số người dẫn dắt Azov khi mới thành lập với tư cách là một tiểu đoàn tình nguyện vào năm 2014 là người cực hữu. Tiểu đoàn được hợp nhất với quân đội Ukraine vào năm 2015 và các thành viên của nó hiện là đa nguyên về mặt chính trị. Samuelenko nói, chúng tôi đã cho thấy rằng bất cứ điều gì cũng có thể làm được. Hãy làm công việc của bạn và để chúng tôi có thể dạy mọi người cách làm những điều không thể. Samuelenko cũng chỉ trích chính phủ Ukraine đàm phán với Nga, mô tả họ là những kẻ man dợ Ông cho biết mục tiêu của Azov là loại bỏ mối đe dọa của kẻ thù bằng cách bình định Nga và họ không chỉ chiến đấu cho Ukraine mà còn cho toàn bộ thế giới tự do. Samolenko từ chối cho biết có bao nhiêu binh sĩ còn lại trong nhà máy hoặc nói về nguồn cung cấp của họ, nói rằng đây là những thông tin tuyệt mật. Các binh sĩ cho biết tinh thần vẫn cao mặc dù bị pháo kích gần như liên tục. Samolenko nói chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ thế giới và điều này có thể giúp ích cho chúng tôi. Tại sao để chiếm được tổ hợp luyện kim Azovstan ở Mariupol lại khó đến vậy? Các hầm trú ẩn ở Azovstan được xây dựng dưới thời Liên Xô và có thể chứa tới 40.000 người. Các đường hầm ở đây kết thúc với nhiều điểm trong thành phố Mariupol. Vì vậy, các binh sĩ của lực lượng Azov có thể bất ngờ nhảy ra ở các khu vực khác nhau trong thành phố để tấn công người Nga. Khu phức hợp được cho là không thể bị phá hủy bởi các loại bom thông thường theo nhà chức trách của nhà máy ở đây có các hành lang kỹ thuật được sử dụng để vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm hoặc cho phép chuyên trở lắp đặt các thiết bị ở bên dưới các nhà máy thép. Mặc dù không phải hoàn toàn được xây dựng cho mục đích quân sự, nhưng vì phía trên chúng là những thiết bị khổng lồ rất nặng của các nhà máy luyện thép, các nhà máy cán thép hoặc lò cao, cho nên bê tông trên trần của những hành lang này phải cực kỳ dày và bền. Theo tờ Daily Mail, sơ đồ hành lang dưới lòng đất của khu phức hợp này có 6 tầng hầm và hầm trú ẩn. Theo Alexander Fyodorik, người đam mê tham gia xây dựng công sự, thì có thể có khoảng 20 bon ke trên các khu vực rộng lớn ở dưới nhà máy thép, được xây dựng từ thời Liên Xô, có thể dùng làm nơi trú ẩn cho các công nhân của nhà máy trong trường hợp khẩn cấp. Ông nói rằng hầm trú ẩn lớn nhất mà ông biết được xây dựng ở nhà máy Zin ở Nga, nơi có thể chứa tới 15.000 người. Các công sự tương đương cũng có ở nhà máy Noa Huta ở Ba Lan. Những người bảo vệ Mariupol đã có vài tuần để cải thiện thành phố ngầm này, tận dụng máy móc có sẵn tại nhà máy và kỹ năng của công nhân Ukraine. Họ đã tạo ra vô số lối vào giả, lối ra mới mù mịt. Và giờ chỉ có họ mới biết mê cung dưới lòng đất này. Một nỗ lực để chiếm được một công sự được chuẩn bị sẵn sàng như vậy sẽ có nghĩa là một cuộc hành trình đẫm máu đối với phe tấn công. Nhiếp ảnh gia người Czech Viktor Macha chuyên chụp các cơ sở công nghiệp Người đã được đến chụp ảnh các công trình ở nhà máy luyện thép vào năm 2016 nói rằng nơi đây có những bom kè rất chắc chắn bên dưới lòng đất. Mặc dù ông bị từ chối tiếp cận các bom kè này, theo Macha, khi nhà máy được khôi phục vào những năm 40 của thế kỷ 20 sau chiến tranh thế giới thứ hai, rút ra các bài học từ chiến tranh, các nhà quy hoạch Liên Xô lần đầu tiên đã cho xây dựng hầm trú bom bên dưới và sau đó mới xây các lò luyện thép ở trên chính vì vậy mà hiệu quả ném bom của nga ở đây đã không phát huy được sức mạnh như mong muốn dưới thời liên xô hệ thống phòng thủ này được cho là có thể trụ được trước cả một cuộc tấn công hạt nhân theo thông tin mới cập nhật nguyên chỉ huy lữ đoàn 36 thủy quân lục chiến ukraine đại tá volodymyr baraniuk sau khi cố gắng rời khỏi tổ hợp azovstan đã bị phía nga bắt giữ cụ thể sau khi cố gắng rời khỏi nhà máy azovmash nằm ở phía tây bắc Azovstan. Những đại diện của Bộ Tham mưu Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến quân đội Ukraine, chỉ huy lữ đoàn Đại tá Anh hùng Ukraine Volodymyr Baranyuk và Tham mưu trưởng Đại tá Dmitry Komayankov đã bị bắt. Hãng tin Sputnik dẫn lời kể của Baranyuk cho biết binh sĩ Ukraine đã nhiều lần yêu cầu Kiev tác động đến số phận của họ bằng các quyết định chính trị có thể theo một cách nào đó Đại tá Volodymyr Baraniuk kể rằng quân nhân Ukraine đóng tại nhà máy Azotmas đã yêu cầu Kiev thỏa thuận về số phận của họ, nhưng chính quyền Ukraine đã nói dối khi hứa sẽ gửi sự giúp đỡ chỉ nhằm để buộc họ tiếp tục chiến đấu. Kiev nói hãy chờ đợi, chờ đã. Cha, chúng tôi đã được nói theo cách khác rằng hỗ trợ đang đến, các bạn sẽ có chúng. Hóa ra họ đã nói dối, họ đã hứa giúp đỡ, nhưng không có sự hỗ trợ nào. Những gì đã xảy ra, họ đẩy chúng tôi đến chỗ đầu hàng. Sputnik trích lời Baranyuk. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxing file, xin cảm ơn vì đã ủng hộ.